Hello các bạn, sau khi mà lấy phòng nghỉ ngơi tắm rửa xong rồi tụi mình ra ngoài đi tìm đồ ăn thì các bạn, đây là cái khung cảnh chỗ khách sạn mình đó, tên khách sạn mình đó, đó của người Hoa đầu tư qua đây. Sao cái bên đây là cái chỗ bán vé tàu Big Ferry đó, bây giờ tụi mình đi tìm cái chỗ ăn uống, bây giờ đi bộ ra chứ chỗ này. Đây là cái gần cái bến tàu Ferry Big. Đây là khu Tây Ba Lô, người ta tụ tập nhiều lắm. Đây có một chị hot girl đang uống. Chị này chắc cao 1m9 quá. $5 Cô tìm $5. Ồ. Yeah. Đây, tranh thủ lúc nãy mình đi một vòng ở đây rồi có cái gì. Đây đồ ăn đồ uống này. Nhà hàng này đồ ăn đồ uống một phần là $10. $7. Nãy mới gặp ông kia ông trôi mình quay phim bị tốn $5. Wow, Bolly Dan. Wow. Wow. Đi, mình đi kiếm đồ ăn này. Bên đây là bến tàu đúng không? Bên đây là bến tàu đó các bạn. Đi vô, đi vô. Đây đầu tư ghê. Wow, không khí ở đây khá là vui các bạn. Ở đây là người Tây đã ở sống ở đây không ạ? Kế bên biển. Có cái đồ nướng kìa. Ở đây là mình dạo một vòng cái khu gần cái bến tàu. Gần cái bến tàu mình đi dọc dọc coi có cái gì. Ta ăn uống ở đây cũng nhiều. Vô trong chắc bớt nhộn nhịp rồi, ở trong không có ai hết. $1 No. Check my menu. All the best. Turkish food best. Ở đây ta nhận ở đây ngon đều. I have nice pizza as well. If you like pizza. Okay. Nice European kitchen. Nice burger. 100% beef. Ở đây nhà này có bị bản quyền không biết. Đây là người Tây ta ăn nhiều lắm. Tôm yum. Súp. Tôm yum. Súp là cái món tôm.
tôm như mày. Nhưng mà làm theo kiểu canh, nó nấu canh. Where you from? Where you from? I am from Vietnam. Vietnam? Yes. Oh, Vietnamese? Yes, Vietnamese. Vietnam? Yes. Hot, spicy. Okay. Spicy. Để mình đang chọn một món ăn. Chicken. Nhiều lựa chọn quá má ơi. Pizza. Em chọn món gì vậy? Wait a minute. I'll give you 10 minutes. Okay. Người Tây mà, người ta rất là gọi là nhiều món các bạn ơi. Bây giờ mình ASEAN dạo không ăn cơm nữa đâu. Bây giờ mình gọi một cái món con ở đây à. Wow, pizza đi. Tối nay ăn pizza. Pizza. Pizza đi. Pizza giá là 10 bạn. Pizza ở đây giá 11 đô với lại 14 đô, nhỏ bự. Và nó có nhiều loại khác nhau. Bò, pizza bò là 11, 14. Đó. Kem sầu riêng 9 đô. Durian pizza 15 đô với lại 19 đô. Ở đây có những cái món ăn khác nhau các bạn. Ở đây có gì đây? Đó các bạn nhìn chữ các bạn thấy không? Đại khái là gà cá chiên nè, tôm chiên nè, tôm chiên nhân lăn bột nè, khoai tây. Giá từ 5 tới 5 cho tới 10 đô tùy đó. Bên đây cũng có các bạn. Ở đây bên đây cơm chiên là 8 đô rưỡi. Có những cái món bò với lại khoai tây gì linh tinh trong đó. Này hình minh họa thôi, còn ở ngoài có ngon hay không thì mình cũng chưa biết. Bên kia nó thấy mình quay video review nó nhìn điểu mình các bạn. Okay, orange juice. Okay, did you order food? Yes, super big pizza. Orange juice. Medium. One super. Medium. Medium. Em chọn chưa? The hot basil, right? This one. Rice. Em chọn này đúng yes. không? Okay. Spicy. Beef, chicken or seafood? Ý là em chọn một trong ba cái này là bò, gà và hải sản. Seafood. Seafood. Yes. Okay. Orange juice, green bean pizza, what? And seafood. You want a drink? Sure. And then giờ chọn đồ uống nha. Đồ uống một đô là đồ uống tiếng Anh không khó đọc quá. I want a Coca-Cola. Pepsi. No Coca. Okay, Pepsi. Pepsi, don't worry. Okay. Come say. Okay, mình order xong rồi. Mình gọi món pizza 14 đô la với lại món cơm chiên 9 đô la. Một cái lon Coca 2 đô la
và lon coca 2 đô la và một cái orange juice. Orange juice là nước ép cam các bạn, là 3 đô la đó. Ok, chào các bạn. Thì hiện tại tụi mình bây giờ là mấy giờ? Hôm nay mình không có đeo đồng hồ, nhưng mà nó khoảng 8 giờ mấy rồi. Tụi mình dừng chân ở cái chỗ cái quán này của mấy anh người Tây ngồi. Ok. Thank you. Thank you. This. À ok. À, tụi mình đang có mặt đây, mình người ăn cơm đây luôn. Để mà nói chung là từ sáng giờ đói đó các bạn. Thì ghé xung quanh chỗ này thì mới có được cái chỗ. Nói chung là xung quanh ở đây thì có được mấy chỗ bán hải sản, nhưng mà mình không thích lắm. Mình không thích. Mình thích cái không khí ở đây hơn, không khí của mấy anh Tây á. Nãy cái ghé qua đây thì mình có quay cho bạn coi cái đoạn mà Bolivian nó nhảy đó. Thì xung quanh đây người Tây tụ tập rất là nhiều. Thì mức giá thì mình có, nãy mình có quay kỹ cho các bạn coi mức giá từ món ăn từ 5 tới 10 đô. Các bạn thấy là dĩa cơm đây nè là 8 đô nè, nó 8 đô là dĩa cơm có mực, hải sản. Đó. Và rất là nhiều cái món ăn khác. Nói chung người Tây kinh doanh thì không có cái gì để mà chê được hết á. Giá hơi cao. Tại vì mình nghĩ là cái mặt bằng ở đây nó cũng hơi đắt á. Tại vì họ làm đèn điện và trang trí rất là đẹp, cầu kỳ. Muỗng này có mà. Đó. Sau khi tụi mình ăn xong, tụi mình sẽ về khách sạn, tụi mình nghỉ ngơi và tìm cách đặt phòng bên Colombo cho ngày mai. Đó. Ngày mai tụi mình đi qua bên đó mà không có phòng là chết tươi luôn các bạn. Đó. Bây giờ thấy cái muỗng đúng không? Em ơi, có thể... Không gian ở đây rất là vui các bạn. Nãy có muốn body dance nữa, bây giờ hỏi anh ta sao ta. Nói chung ở cái khu này là người bản địa là dường như không có mặt các bạn, đa số là khách du lịch không à. Người bản địa thì là nhân viên trong đây là chủ yếu. Ở đây ăn ngon. Spoon. You want spoon? Spoon, okay. Udon. This is. Oh, did you know? Oh, wow. Tại vì mình để cái điện thoại này nè, có hình ảnh của mình lúc quay này nè, để cho hình phóng bự á ra để cho mình dễ quan sát được cái khung hình của mình. Anh tới anh ngạc nhiên. Anh tưởng là mình chụp hình ảnh chỉ bằng cái điện thoại, nhưng mà thực ra không phải, tụi mình quay bằng cái video này. Nói chung mấy ông người Tây á đi ngang qua là nghe cái mùi thơm liền các bạn. Ổng xức chậu thơm rất là nhẹ nhàng. Cay quá. Cay à. Ngon nào. Nghĩ sao kia mình ăn ớt. Ở đây có mấy hai em Tây này ngồi hút thuốc. Không thể nào mà quay hình một cách bừa bãi được. Lát họ đứng vậy nó quýnh mình là mình đỡ không kịp đâu. Mấy Tây này nhìn vậy chứ nó bự con, nó khỏe mạnh lắm. Mệt đó bạn, sáng giờ đi 200 cây hơn à. 250 cây. Ok, thank you. Thank you very much. Wow, you are boss. You are boss here. What? You are boss. Boss? Boss? No, no boss. Later. Chief. Chief. Yeah. Oh, okay, chief. I don't mind here. You are handsome.
Ngon quá. Cay, nó mà hơi cay mới ăn ngon. Cái anh phục vụ ở đây, handsome á. Handsome and funny. Cũng được, ăn ngon, đồ ăn ngon, đồ ăn vị đó, đặc biệt hơn ở ngoài người Cambodia làm. Ta làm ngon quá bạn. Tôm nhỏ, hải sản đánh bắt con tôm nhỏ. Nói chung mình ngồi đây mình hơi bị mất tập trung các bạn, do mình làm quay video á mà mấy người xung quanh đang nhòm mình dữ quá. Bây giờ cái bánh pizza của mình nó mới ra đó bạn. Má, bánh này một người ăn sao hết má ơi. Trời ơi, khổng lồ thiệt. Tụi mình đang đổi qua cái view khác rồi. View biển. Đó. Ngày mai có thể là cái tàu nó sẽ đón mình ở bên đó đó, không rõ nữa. Nhưng mà giờ buổi đêm thì tàu nó không có ở đây. Bây giờ mình ăn, mới ăn thử miếng pizza bạn. Chung ăn theo kiểu mà của Tây thì mình biết. Mình biết ăn em. Em ăn không? Ngon không? Miếng pizza hết 14 đô. Bóc tay ăn đại các bạn. Đây đông người quá, bóc tay quê quá. Ngon, ăn rất là vừa miệng. Đúng rồi, Tây làm có khác. Các bạn nào mà gọi món này ra là phải đợi. Nãy giờ đợi nửa tiếng. Trời, họ làm rất là nóng. Bánh là cái độ mỏng vừa phải. Phô mai chảy lại bò. Xin giới thiệu các bạn tiết mục Bolly Dance của một vũ công người nước ngoài. Quá đẹp luôn. Wow. Bà này bà dẻo chứ trời. Uống nữa nữa. Wow. Ông màn đánh tóc rất là ngoạn mục. Wow.
kìa. Đây vũ công chuyên nghiệp luôn rồi. Wow. Đẹp quá bạn ơi, vũ công nữa nè. Giới thiệu với bạn, đây là tiết mục ức chế nhất hành tinh Cam. Ok ăn đi, ăn cặp anh. Tiết mục kèm ức chế nhìn tên ham mắt. Hello. Yes. Okay. Yeah. 2:30 đúng không ạ? Có lại mình 9.000 tiền Khmer. Hình như ổng An Giang mình 1.000 mà. Thôi bò vào ổng đi.